kia, mày làm solo đúng không? Bọn tao không. Hả? À, cái gì cơ? Mày dám mày solo đấm nóc xưởng không? Mày cả solo đấm nóc xưởng ạ? À? Mày thằng nào đấy? Thằng danh huyền thoại. Hả? À? Tao là thằng danh huyền thoại. Wow. Ui giời, sợ thế, danh huyền thoại cơ. Mà sao mời tao vào làm gì? Mày mới vào solo, solo đấm nóc xưởng. Đấm nóc xưởng? Ui, một tháng rồi tao không đấm nóc xưởng, mày biết không? Mà mày là Trẻ Châu vùng nào đấy? Trẻ Châu ở đất nước Việt Nam. Ôi trời ơi, Trẻ Châu nước Việt Nam à? À, à, từ từ. Để xem bắt quay clip. À, quay rồi, được rồi. Nào, bây giờ thích như nào? Sao tự nhiên mời tao vào xong chửi tao? Mấy thằng này? Solo kèo mỗi thằng 100k. Kèo mỗi thằng 100k? Nhưng mà solo như nào? Solo kèo mỗi thằng 100k. Đấm tử chiến à? Đúng rồi. Nhưng mà một mình đã chấp sau được 3 thằng này. Hay nhất Việt Nam làm sao mà chấp được 3 thằng biết đấm. Cái gì cơ, nói lại. Mày đấm hay nhất Việt Nam mà. Sao mày không cần được 3 thằng bọn tao? Đấm hay nhất Việt Nam, vãi trưởng. Ai là mày danh từ đấm hay nhất Việt Nam bao giờ vậy? Trước một trận mày đấm, mày ăn được 40 kill, bọn tao một trận có ăn được 1-2 kill. Ui ôi. Nhưng mà một mình chấp 3 cũng chơi được, chứ khó lắm. Chơi được, bọn tao đấm ngu mà. À, thế là kèo 100k đúng không? Đúng rồi. Ờ, nếu mà tao thắng là tao ăn 300k của 3 thằng mày đúng không? Còn tao thua là tao mất 300k đúng không? Vâng. Ok, chơi tạm phòng đi, vào đi. Ok. Đây rồi anh em ơi, đấy. Mình vừa gặp 3 thanh niên vãi trưởng ạ. À. 3 thanh niên mình kết bạn trên livestream, mẹ. Tự nhiên mời mình vào chửi mình, xô gại mình, solo đấm nhau anh em ơi. Mẹ bây giờ mời mình vào phòng này anh em ạ, thấy không? Mẹ còn tên là quả phòng, còn tên là bớt gà ấy mà. Thôi rồi anh em ạ, bây giờ mình sẽ vào solo chúng nó. Ai bắt đầu đi nhỉ? Bắt đầu đi mấy bạn ơi. Đấy, lâu quá, bắt đầu đi. Một cất ba nữa, sẵn sàng. Bắt đầu đi. À, đây rồi, vào rồi. Ok, thích đấm nhau với bạn tôi à? Thích đấm nhau với chúng tôi à? Được rồi. Đừng có khinh thường bớt. Mấy thanh niên này dám gạ mình đấm nhau anh em ạ, dám gạ mình solo đấm nhau. Rồi mình sẽ đấm cho mấy thanh niên biết luôn. Ok, sẽ không mua súng anh em nhá. Để 500 vàng luôn đấy. Trận đầu để 1500 vàng luôn. Ok, nào thích đấm đâu. Nhưng mà 1 cân 3 là hơi bị căng đấy. Căng não đấy, 1 cân 3 căng não đấy. Ui, thanh niên này còn tên là gọi cái gì đây? Quân đoàn Team Sạo L Free Fire CC. Ui giỏi ơi. Ui ba thằng nó đuổi. Ba thằng nó đuổi em ơi. Mẹ sợ thế. Nào vào đấy. Còn lợn. Ây à. Đào đấy. Ui sao lại ngồi đập bên kia. Chết cha rồi. Nào vào đấy. Còn nope. Lợn này. Nào vào đây. À thích mùa không? Thích mùa không? Nào vào đây. Ba thằng mày vào đấy. Ba thằng con lợn. Ba thằng con. Nó mồ rồi. Đừng có ngồi đấm thích kia chứ. Múa này. Ai à. Ôi nó cứu mất rồi anh em ạ. Còn lợn. Tao gạt giò. Ê sẽ rút súng lục tăng cái gì. Ba con lợn này. Còn lợn này nóc 2 rồi. Còn lợn. À! Ui may quá anh em ạ. Tí nữa mất tiền với chúng nó. Còn 95 máu. Mẹ ạ. Bọn này tạo phòng 500 máu anh em ơi. Căng não đấy. Này thì gạ đấm nhau này. Thích gạ đấm nhau với tôi à. Hôm nay mình vừa cắt tóc xong anh em ạ. Vừa về bật máy tính lên thôi. Vào game phát. Tự nhiên ba thanh niên mời ấy ạ. Tự nhiên có thanh niên mời mình vào gạ mình đấm nhau anh em ạ. Đây, mình sẽ lừa tình anh em ơi. Lừa tình em. Còn lợn. Ai à. Nào. Ngon thì vào đây mà đấm. À thích mùa không? Nào vào đây. Còn lợn này. Ui ơi. Nào, solo đấm này. Ê ra. Đau, còn trăm máu anh em ạ. Còn lợn này. Nè. Ba con lợn. Ui nó mồ rồi. Còn lợn. Ê nó ngoài rồi. Ui thầy đấm cua, nhìn sợ thế. Tao gạt giò. Ui thầy đấm như điên anh em ơi. Còn lợn. À. Ui chết nha.
Này thì ngồi cứu là chắc thiên nhiên ấn nhầm ngồi cứu anh em ạ. Thằng hai không vừa kìa. Ui ôi, ba thằng này không ổn rồi, chết cha rồi. Ba thằng này không ổn rồi. Thế này lại có 300.000 đang chơi rồi anh em ạ. Dám cả từ solo đấm nhau à? Bố láo mất dạy. Bây giờ mà bật được mic tổng ấy thì mình sẽ gọi là à, bọn này còn cho một thanh niên gọi là tạo phòng xem mình anh em ạ. Đấy, tạo phòng xem mình ấy để biết mình đang đi núp ấy. Ví dụ mình mà đi núp thì còn biết mình ở đâu ấy. Mấy anh em này khôn lắm. Mặc dù là trẻ trâu nhưng mà khôn lắm anh em ạ. Còn lợn. Nào. Còn lợn. Ui trận này không mua nấm rồi, chết chào. À, vào đây. Còn lợn. Mua cái đầu của mày rồi, chết nhá. Cái đầu của mày. Nào. Ấy à, đau. Trổng bông đi đâu đấy. Còn một thanh niên nữa ra đây, ở đâu? Trẻ trâu đâu, ra đây nào. Trẻ trâu chính hiệu, đây mới là trẻ trâu chính hiệu anh em ạ. Bò đi đâu? Bò đi đâu? Thích bò à? Đâu, bò đi đâu? Nào bò. Bò về đây, bò về gọi là phát đấm của tôi. Ôi còn một thanh niên nữa đâu rồi? Thanh niên này giờ lại chơi bơm máu à? À, cái gì đấy, chơi trò gì đấy hay là FK rồi? À, trẻ trâu bị FK rồi em ơi, trẻ trâu lại còn bị FK này, không ổn rồi. Không ổn rồi, trẻ trâu bị FK. Gạ đấm nhau xong FK em ạ. Cái gì đây, xem nào. AFK là danh gì? AFK là danh gì đấy? Ui, cái thằng thằng san cân 5 này là thằng nhiều để nhiều đam nhất này, 392 đam. Đấm thế này thì mà cũng đòi gạ đấm nhau với tôi. Như này làm sao mà đấm nhau được với tôi? Ui rồi ôi. Tưởng thế nào chứ vào trận AFK thì để gọi là nhưng mà cái thằng huyền thoại đúng không? Thằng huyền thoại AFK đúng không? Phải không? Ừ, thằng huyền thoại AFK rồi anh em ạ. Còn lợn ấy nhảy lên đấm ghê đấy. Ghê đấy. Nào thích đấm à? Đấm lại à? Thích đấm nhau. Vào đây. Ui da. Ngồi đấm nhau này. Còn lợn này. Tao phải có tìm mày nhá. Vào đây. Cua. Cua lại à? Ây à. Đau. Ê ai chơi ngồi đấm như thế. Được rồi, thôi không sao em ạ. Chấp một trận đấy. Ờ ok. Được rồi. Ghê đấy. Còn lợn. Một phát rồi nhá. Còn lợn này. Lốc này. Còn lợn. Ây à. Không team up nhá. Lại sợ thua chơi team up à? À vào đây, tôi lừa cho vào đây. Lừa tình. Còn lợn. Ai cứu. Phải trưởng ạ, mình đang ngồi đây mà dám cứu này thì cứu này. Bị AFK một thanh niên rồi, thanh niên huyền thoại AFK thì phải. Còn lợn. Rồi thanh niên kia AFK. Rồi chết này. Tuổi gì? Gạ người ta solo còn vào bị còn AFK. Nãy là cái gì nhở? Mồm to, tao ra huyền thoại mà. Ôi giời, sao sợ mày quá. Trận cuối nhá. Không cho một tí hy vọng vào đâu. Trận cuối luôn. Ok. Này thì gọi là huyền thoại này. Này thì mày giỏi, mày chấp 3-0. Ôi giời ơi. Lại còn mày đấm hay nhất Việt Nam cơ mà. Đấm hay nhất Việt Nam mà sợ gì ạ? Rồi bật Alok lên nào, quyết định nào. Kết thúc trận đấu đi. Ừ à. Còn lợn này. Đau. Kết thúc trận đấu, sợ thua chưa? Sợ thua chưa? Còn lợn này. Nào. Ngồi đấm này. À, thắng ơi. Thế nên cuối AFK rồi em ơi. Huyền thoại với chúng tôi à? Thế nên huyền thoại AFK rồi. Này thì solo đấm nhau này. Solo đấm nhau. Kèo 100k. Ui. Nó mua một đống giáp, một đồng mũ đây này anh em ơi. Này thì solo đấm nhau kèo 100k này. Mất dạy. Lần sau được con giáp. Chưa nhá. Đấy. Lần sau được có gạ cho solo nữa. Ok. Này thì solo đấm nhau 100k. Ui dồi ôi. Được thanh niên TTT ăn một kill. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ vào mời mấy thanh niên vào xem là phản ứng như nào nào. Rồi nào. Mấy thanh niên này mình kết bạn trên livestream anh em ạ. Đấy, giờ tôi sẽ mời vào này. Đâu rồi. Sao bây giờ thế nào? 100k tao đâu? Đâu? Ok ạ. 100k đâu? 100k. Hai thằng kia đâu? Hai
anh chở trâu trong phòng rồi. Anh chở trâu trong phòng rồi. Một thằng FK đấy, bây giờ có thích gạ solo nữa không? Hả? Sợ chưa? Có thích gạ solo không? Hai người kia đâu sợ không dám vào à? Bây giờ 100k 300k đâu rồi. Bây giờ chơi bùng kèo này không được rồi nhá. Sẽ chơi bùng kèo này. À 100k đâu rồi. Tao không nói gì, nãy cái to lắm cơ mà. Mẹ bùng kèo à? Chơi bẩn thế. Con cái nhà mày chơi bẩn thế em. Ui nó thoát đội luôn kìa mẹ. Nó thoát đội luôn em ơi. Ui con lợn này thoát đội luôn rồi. Anh em thấy không? Buồn cười bán trưởng tôi vừa đi cắt tóc về. Mẹ bị mấy tên điên này gạ mình solo em ạ. Đấy. Cắt tóc về chưa kịp tắm luôn này, chưa kịp gội đầu luôn. Nhìn ngáo quá. Ok. Thì anh em xem clip anh em thấy như nào, anh em nhớ comment bên dưới giúp mình nhá. Mẹ hai con lợn, ba con lợn này gạ mình vào solo sợ thui còn AFK chứ. Ok. Chắc là clip của mình đến đây kết thúc rồi, anh em thấy hay like chia sẻ với mình em nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Buồn cười vậy.